chuẩn bị đồ nghề, tối mình lại đi cầm câu tiếp mọi người ạ. Hôm nay thì mình vẫn để 30 cần nữa nha, nhưng mà chắc không cắm hết đâu. Cần thì nói chung là cũng để lâu rồi, có cái cũng muốn gãy rồi. Hôm nay thì mình cắm mỗi cá lóc thôi nha. Hôm qua bắt được một ít nhái, cái này thì toàn con nhỏ thôi, tẹo nó thì mình mới đi cắm. Cắm sáng quá thì sợ họ đi soi họ lấy mất, nên là đi muộn muộn nha. Mình định là sáng mai mới đi thăm cơ, nhưng mà về lại thấy dính cá rồi nha. Bé bé rồi. Bé đâu mọi người ạ, không to mấy, nhưng mà khá là mập nha. Bây giờ mình sẽ gỡ ra nha, xong rồi đi thăm tiếp. Trên kia chắc còn hơn chục cần gì đó. Mình thì mình cắm không hết được, cắm có 25 cần thôi. Còn 5 cần không cắm tới. Định là sáng mai mới đi thăm cơ, nhưng mà ai ngờ đi qua lại thấy dính cá rồi. Có khi mai mai đi lại được mọi người ạ. Cái này lại dính thêm một em nữa nha. Con thứ hai rồi mọi người ạ. Phải bé rồi. Nó táp con nhái dính vào trong này luôn. Nhìn khá là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ gỡ rồi nha. Sáng mai thì mình sẽ tiếp tục đi thăm. Hy vọng nó vẫn còn được. Toàn con nhỏ nhỏ thôi người ạ. Con này cũng bé mọi người ạ. Nhỏ xíu. Mình đi qua mình còn không để ý luôn đấy. Tại là mải hái to dớn quá nên là không để ý là dính cá rồi. Nhớ là hôm qua có để một cần ở đây. Quay lại mới thấy. Dính nữa rồi nha. Cái cần này là cái cần hôm qua mình cũng dính. Mình có nói với mọi người là sáng đi thăm có khi lại dính một con nữa. Ai ngờ dính thật mọi người ạ. Đây nha. Khá là ghê luôn đấy. Bé bé rồi. Cái này tối hôm qua dính một con rồi, sau đó mình móc mồi lại. Ai ngờ sáng ra lại dính một con nữa. Giày bị xoắn hết rồi nhỉ. Con này thì chắc cũng bằng con hôm qua được à. Hôm nay đi thì mình cũng không mang có túi đựng, nên là cũng không biết cầm kiểu gì luôn ấy. Khá là khó luôn. Hai con rồi nha. Chắc là vẫn còn được, nhưng mà không biết có con to không à.
cái này lại sậy nha, nó móc ở đây nó tụt mất. Cái mương này thì khá là nhiều cá luôn, mình cắm thì gần như cần nào cũng hết mồi mà toàn lóc nhỏ thôi người ạ. Cái này nó sậy, nếu to thì chắc dính nhưng mà nhỏ thì do là mình cầm nhái to với lại nhiều chà quá, rất là hay sậy luôn. Cái này là cái cuối cùng nha, mà sấy mất. Tối qua đi thì mình cũng được 2 con, mà sáng nay đi cũng chỉ được có 2 con rồi, cũng nhiều cần bị hết mồi này, bị sẩy. Nhưng mà những cái đoạn đấy thì mình sẽ cắt nha, không quay. Chỉ khi nào mà dính cá thì mình mới quay thôi. Khu này thì mình nghĩ khả năng có rất là nhiều luôn, nhưng mà chưa thấy dính con to. Cứ chiều chiều đi là nước đậm rất là nhiều. Mùa này là mùa mang riềng nên mình định là sẽ lấy một ít về kho cá lóc nha. Cái này thì ăn cũng khá là ngon đấy, nhưng mà cay rất là nhiều luôn.